chúng tôi những con người ở đây chơi nhạc với nhau hàng ngày ở một cái quán nhỏ, một cái quán rất nhỏ. Tôi nhớ không lầm là 196 Lý Tự Trọng. Yeah. Các anh em chúng tôi ở đây bây giờ chỉ có một hai người và năm để đàn cho nhau hát.